Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Kênh của mình chuyên làm về chủ đề sáng tạo và chế tạo những vật dụng tái chế siêu nhỏ. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và luôn ủng hộ kênh của mình. Hôm nay chủ đề mình sẽ làm là chế tạo một chiếc máy cưa gỗ siêu nhỏ bằng con motor mini XF337. Mình lấy ý tưởng từ chiếc máy 3 CD cưa gỗ của các bác thợ mộc. Các bạn thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình hứa sẽ cố gắng làm những clip sáng tạo hay hơn nữa. Và sự quan tâm của các bạn chính là động lực lớn của mình. Còn bây giờ thì mời các bạn xem clip hướng dẫn chế tạo máy cưa gỗ siêu nhỏ của mình vừa mới hoàn thành.